Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas vào ngày 31 tháng 7 đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng không chỉ trong cuộc xung đột ở giải Gaza mà còn trong mối quan hệ căng thẳng giữa Israel và Iran. Israel, quốc gia chưa nhận trách nhiệm về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, chưa bao giờ chính thức tấn công lãnh thổ Iran bằng các tên lửa phóng từ bên ngoài. Truyền thông Israel đưa tin tên lửa tấn công dinh thự của thủ lĩnh Haniyeh được phóng từ bên ngoài Iran, mặc dù Iran không xác nhận cũng không phủ nhận lời khẳng định này. Cuộc tấn công kỳ lạ theo truyền thông nhà nước Iran, thủ lĩnh Haniyeh bị giết khi tòa nhà ông đang ở bị một vật phóng từ trên không tấn công. Thủ lĩnh Haniyeh và một vệ sĩ riêng được xác định là Wasim Abu Saban được xác nhận là tử vong. Không có thương vong nào khác được công bố. Dinh thự của thủ lĩnh Haniyeh là một tòa nhà dành riêng cho các cựu chiến binh quân đội Iran theo các nguồn tin iran đây là một cuộc không kích do israel thực hiện ở phía bắc thủ đô tehran khu vực này có nhiều quan chức cấp cao sinh sống và là nơi nhiều phái đoàn nước ngoài đến dự lễ nhậm chức của tân tổng thống iran không rõ cuộc không kích diễn ra chính xác ở đâu nhưng khu vực này được vũ trang nghiêm ngặt để bảo vệ khách nước ngoài cuộc không kích chắc chắn sẽ kích hoạt nhiều cuộc điều tra trong những tổ chức quân sự của iran bởi vì có vẻ như sự việc diễn ra bất ngờ và không có báo cáo nào về hoạt động phòng không trước vụ ám sát Iran không có nhiều máy bay phản lực chiến đấu tiên tiến, có thể hỗ trợ phòng không và thiết lập ưu thế trên không, nên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và quân đội Iran đã triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa. Thế nhưng không có hệ thống Tada hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa nào trong số nhiều hệ thống do nước ngoài sản xuất hoặc do địa phương phát triển hoạt động ở các phạm vi khác nhau, thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công vừa qua. Iran đáp trả ra sao? Theo kênh Al Jazeera, Iran và Israel đã bước vào một cuộc chiến tranh ngầm trong nhiều năm. Tình hình lao thang thành xung đột công khai kể từ khi xung đột ở Gaza bắt đầu mở ra cánh cửa cho một cuộc tấn công trực tiếp tiềm tàng khác của Iran vào Israel. Các quan chức Iran được tờ New York Times trích dẫn lời cho biết trong số các lựa chọn đang được cân nhắc có cuộc tấn công kết hợp khác bằng máy bay không người lái và tên lửa, tương tự như cuộc tấn công trực tiếp vào Israel vài tháng trước, vào các mục tiêu quân sự ở vùng quanh Tel Aviv và Haifa tránh tấn công các mục tiêu dân sự. Một phương án tấn công Israel cũng đang được cân nhắc là tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác cùng với lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm từ Yemen, Syria và Iraq để đạt hiệu quả tối đa. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Iran phóng hơn 300 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng với máy bay không người lái một chiều trực tiếp vào Israel trong một cuộc tấn công được báo trước cẩn thận. Mỹ và Israel bắn hạ hầu hết các quả đạn nhưng một số đã xuyên qua gây thiệt hại cho một căn cứ quân sự nhưng không để lại thương vong. Cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Israel san bằng một tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán Iran tại Damascus của Syria giết chết hai vị tướng hàng đầu và nhiều thành viên khác của IRGC đầu tháng này ông Ami Ali Hazizadeh chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc irgc phát biểu rằng chúng tôi đang chờ cơ hội để tiến hành đợt tấn công trực tiếp thứ hai vào israel mà ông cho rằng có thể thực hiện bằng nhiều tên lửa hơn nữa Iran có kho tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, về mặt lý thuyết có khả năng vươn tới Israel trong vòng vài phút. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết phản ứng trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas thực sự sẽ là các hoạt động đặc biệt, cứng rắn hơn và nhằm gây ra sự hối hận sâu sắc cho thủ phạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phát biểu Iran coi đó là quyền cấu hữu của mình để đáp trả thích đáng hành động hung hăng này chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình người phát ngôn chỉ ra sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza và cũng quy trách nhiệm cho Mỹ về vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh. Ngày 1 tháng 8, Iran tổ chức lễ tang cho thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh tại trường đại học Tehran ở thủ đô Tehran và tuyên bố 3 ngày quốc tang. Lãnh tụ tối cao Iran chủ trì buổi lễ cầu nguyện trước khi thủ lĩnh Hamas được an táng tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày mùng 2 tháng 8. Trước khi bị ám sát, thủ lĩnh Haniye đã dành phần lớn thời gian của mình ở Doha, nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas. Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin quan tài của ông Haniye và các vệ sĩ của ông được phủ cờ Palestine. Buổi lễ có sự tham gia của tân Tổng thống Iran Masoud Pezhetkian, chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Hussein Salami và nhiều quan chức cấp cao Iran. Theo đài CNN, phó thủ lĩnh kiêm người phát ngôn của Hamas Khalil al cũng tới Tehran dự tang lễ. Báo The mô tả, ông Khamenei đã khóc khi đứng cạnh quan tài giữa những tiếng hô vang của đám đông. Ông Khamenei nói rằng đáp trả là nghĩa vụ của Iran và Israel đã tự chuẩn bị hình phạt khắc nghiệt cho chính mình. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Iran có nhiệm vụ trả thù cho vụ ám sát ông Haniye và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Theo hình ảnh trực tiếp của buổi lễ, hàng ngàn người đã tụ tập lại để lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Hàng ngàn người đã xuống đường ở Tehran để tiết đưa thủ lĩnh Hamas. Nhiều người trong đám đông với cờ Palestine, cờ Iran cũng như cờ của nhóm Hezbollah ở Liban đi theo xe tang di chuyển trên đường phố. Chiếc xe chở quan tài ông Haniye chạy qua đám đông, đông đông đúc trong thành phố. Đoàn xe xuất phát từ trường đại học Tehran và tiến về quảng trường Azadi với quãng đường khoảng 6 km cơn mưa nặng hạt chút xuống khi đám đông đang tham dự tang lễ. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamad Ismail Haniyeh tại Iran và chỉ huy cấp cao Fuad Sak của lực lượng Hezbollah tại Liban đã dấy lên lo ngại về các hành động trả đũa, làm leo thang xung đột tại Trung Đông. Tương lai của các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin rảnh rẽ về các cuộc đàm phán đã nói với đài CNN rằng vụ ám sát ông Haniyeh có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán hòa giải. Nguồn tin cho biết, Ông Haniye là người ra quyết định quan trọng cùng với thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Gaza, Yahia Sinwa. Lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF đã được cho là thực hiện một cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon, nhiều hãng tin đưa tin vào sáng sớm nay, chủ nhật ngày 28 tháng 7. Các quan chức Israel trước đó đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi 12 người thiệt mạng khi một quả tên lửa tấn công một sân bóng đá ở cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Kênh truyền hình Al-Mana của Lebanon cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào các thành phố Enkidam và Kefakula ở miền nam Lebanon, cũng như ở vùng ngoại ô các thành phố Abbasiyah và Buri al-Simali ở quận Tide, miền nam Lebanon. Ngoài ra, theo kênh truyền hình, họ còn phóng tên lửa vào làng Khafa. Theo Al-Jazeera, người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở thành phố ven biển Tide và một số ngôi làng dọc biên giới Israel-Libanon. Căng thẳng bùng phát hôm 27 tháng 7 khi một quả tên lửa tấn công ngôi làng Maidan-Sams của người Druze. Chính phủ Israel đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công, nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết số người chết trong vụ tấn công đã lên tới 12 người. 19 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Theo ông, cuộc tấn công được cho là thực hiện bởi tên lửa Falak 1 do Iran sản xuất, phóng đi từ miền nam Lebanon. Tuy nhiên, nhóm vũ trang ủng hộ Palestine có trụ sở tại Lebanon đã bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng sự việc là do tên lửa phòng không của Israel. Các chính trị gia Israel đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ trong suốt cả ngày lên án Hezbollah, lực lượng đã bắn đốc kết và đạn cối vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel để đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah đã vượt qua mọi ranh giới đỏ. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết, cảnh báo rằng đất nước này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah ở Lebanon. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, Jenin Harris Platchiot và chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, Arondo Lazardo, đã đưa ra một tuyên bố chung vào kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt các cuộc đấu sống dữ dội đang diễn ra sự leo thang có thể châm ngòi trong một cuộc xung đột lớn hơn sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa không thể tin được, họ cho biết. Căng thẳng giữa Israel và Lebanon, tình hình ở biên giới Israel-Lebanon đã trở nên tệ hại hơn kể từ khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Các thành viên IDF và Hezbollah đã bắn vào các vị trí của nhau hàng ngày. Theo Bộ Ngoại giao Lebanon, khoảng 100 người đã phải bỏ nhà ở miền nam đất nước do bị pháo kích. Ten Aviv báo cáo có khoảng 80 cư dân ở phía bắc bang Do Thái cũng rơi vào tình huống tương tự. Cao Nguyên-Kolan là vị trí chiến lược nhạy cảm. Cho đến năm 1967, Cao Nguyên-Kolan là một phần của tỉnh Kunecha của Syri, nơi sinh sống chủ yếu của Druze, một nhóm người Ả Rập có tôn giáo đặc biệt. Trong chiến tranh sáu ngày năm 1967, cũng như là chiến tranh Ả rập israel lần thứ tư năm 1973, Ten Aviv đã chiếm được hai phần ba lãnh thổ chiến lược này năm 1981, nhà nước do Thái đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, nhưng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không công nhận quyết định điều này. Vào tháng 3 năm 2019, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Golan là lãnh thổ của Israel.